robotviet.vn, website mua bán robot chính hãng, vòng xoay robot siêu hấp dẫn, cung cấp ad product và dịch vụ kèm thuê của các game hot nhất hiện tại. Quẹo lửa ngay tại robotviet.vn các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Video cuối tuần ngày hôm nay mình sẽ review với các bạn về một tựa game thủ thành Tower Defense với gameplay cực kỳ cuốn và khác hoàn toàn với những tựa game thủ thành các bạn đã từng chơi. Hình như là tối hôm qua vừa cập nhật hay sao ấy. 14.000 player. Game này có tên là Toy Soldier. Em chữ Z nữa các bạn. Không biết là trước đây tựa game này đã có ra phiên bản là Toy Soldier chưa? Tựa game thủ thành sử dụng những con unit là những con đồ chơi. Hồi xưa không biết bạn nào có chơi những con lính nhựa không ta? À thì đáng lẽ video cuối tuần ngày hôm nay là video về tựa game Anime Warrior 2. Nhưng mà bí content quá, nên hẹn các bạn những ngày tiếp theo nha. Hôm nay thứ bảy thì tối ngày hôm nay 12 giờ đêm, tựa game Anime Warrior 2 cũng sẽ cập nhật phiên bản mới. Tại sao mình nhắc tới tựa game này? Ngày hôm nay chính thức trên trang robotviet.vn đã cung cấp dịch vụ mua hộ Game Pass của tựa game Anime Warrior phần 2. Mới đăng vào tối ngày hôm qua thôi, chúng ta đã có 22 giao dịch rồi. Các bạn truy cập trang robotviet.vn, chọn mua Game Pass Anime Warrior và điền tên tài khoản cũng như mật khẩu. Cái chức năng mua dùm Game Pass thì phải cần tới tài khoản mật khẩu của khách hàng để cho bên quản trị viên họ đăng nhập vào. Sau đó dùng tài khoản có robot mua Game Pass tặng cho các bạn. Nếu bạn chưa biết, những tựa game mà có chức năng gift, chức năng tặng Game Pass á thì mới triển khai được dịch vụ này nha. Thêm một cái nữa, với những dịch vụ mua Game Pass hay là mua thủ công, các bạn nên mua trong khung giờ hành chính, tức là từ 8 rưỡi sáng cho tới 5 giờ chiều. Khi đó thì cái đơn hàng các bạn thì xử lý trong ngày. Còn nếu mà mua sau 5 giờ chiều hoặc là sau 6 giờ chiều ấy thì đơn hàng các bạn sẽ bị giam tới sáng ngày mai nha. Đấy, chỉ vậy thôi. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với nội dung chính, review về con game này. Cách chơi game rất đơn giản luôn. Xây dựng cái bay của mình, đặt ra những con soldier phòng thủ trước những cái way up enemy, unlock thêm nhiều cái món đồ hơn, cũng như gom những món đồ lại để nâng cấp lên cấp độ cao hơn. Way hiện tại cao nhất trong game là way 40. Ở đây mình sẽ có way nè, có 3 chế độ chơi, easy, medium và hard. Rồi ngoài ra thì bạn có thể chơi chung với nhiều người. Rồi đây là mệt nè các bạn, mệt tức là mình gom lại ha. Khi bạn đã có đủ cái nguyên liệu, mình có thể chế tạo ra mỗi con unit hay là một cái block cấp độ cao hơn. Thì cái block cấp độ càng cao, máu sẽ càng trâu, tường thành các bạn sẽ càng vững chắc. Nói vậy là hơi lý thuyết đúng không? Mình sẽ vừa chơi vừa áp dụng cho bạn coi luôn. Vật liệu chúng ta ha, paper, cardboard, rồi brick. Các bạn đã thấy là cái máu của cái brick 165, paper là 20, cardboard là 80. Mình đã xây trước rồi ha, tại vì đây có một nút sell và load auto sell nè. Đây gọi là build your base, xây dựng cái căn cứ của mình. Rồi chọn những con soldier thôi. Mỗi con soldier khi bạn chỉ vào nó sẽ hiện thông số lên. Hiện về dam, fire rate tức là tốc độ bắn nè và rank là phạm vi bắn. Đây là ba chỉ số bắt buộc phải có trong những tựa game thủ thành. Sau khi bạn đã xây xong hết rồi thì chúng ta sẽ bấm vào way, chọn một cái way bạn sẽ chinh phục được. Ở đây mình sẽ chọn way 19 nè, begin. Way càng cao thì enemy, quân địch của mình sẽ càng nhiều, máu cũng trâu hơn nữa. Và đây một tựa game mang phong cách đồ chơi ha, những chú lính nhựa. Mình sẽ tiêu diệt hết tất cả những con enemy nè, còn 14, 13, 12 con nè. Khi nào mà tất cả những con soldier của bạn bị tiêu diệt là bạn sẽ thua. Các bạn cần phải thay đổi chiến thuật của mình, xây dựng căn cứ làm thế nào đó, đặt những con wayo làm thế nào đó để thể sinh tồn được và tiêu diệt hết những con enemy. Các bạn chơi lại màn quay cũ cũng được nha. Nếu bạn chưa chinh phục được cái quay cao nhất thì chơi cái quay cũ để mình có thể kiếm tiền, kiếm những con gấu. Con gấu này mình sẽ vô cái shop để chúng ta mua những cái gọi là cái box. Những cái box này nó cho mình những cái block nè, cũng như những con soldier mới. Ở đây mình có 45 ha. Random từ 2 tới 7 block, cũng như một con tên là auto rifle. Ok. Thì nói sơ về chức năng mệt. Chức năng mệt này nó cho các bạn unlock, tạo ra một cái block cao hơn từ cái block cơ bản. Ví dụ ở đây mình có cái books thì các bạn cần 3 cái paper cũng như là 0.5 tiền để tạo một cái books. Phải có nguyên liệu cơ bản và đủ tiền thì mới nâng cấp và tạo ra được cái book, tức là nguyên liệu cao cấp hơn. Để mình chơi lại cái quay 19 thêm một lần nữa, kiếm tí tiền mọi người. Ở đây cũng có một nút give up nè, nếu bạn nhắm mình không thì chinh phục được cái quay đó, bấm give up cho nó nhanh. Chúng ta đang có 18.93 tiền, thiếu một xíu nữa. Thử luôn quay 20 được không nha. Quay 20 là cái quay cuối cùng. Oh wow, quay 20 này hình như chúng ta có thêm một con boss thì vậy. Quay 20 này chỉ là một con enemy và nó là một chiếc xe tăng các bạn à. 32.000 máu, đam là 25 nè mọi người, tốc bắn là 2.25 và speed là 2. Chỉ một phát thôi mà cục gạch nó bể luôn rồi, con unit của mình nó hy sinh luôn. Thôi xong rồi, nhưng mà cũng sẽ được bonus thêm 7 tiền. Rồi sẽ vô cái mod này ha. Đây có một con mortal nè các bạn. Cái con mortal này cần 3 con auto rifle cộng 20 tiền. Auto rifle mình có 3 ha và 20 tiền. Mệt. Xuất hiện một chiến binh mới tên là Mortal. Mình sẽ thử build một cái căn cứ mới. Tiếp tục bọc block xung quanh đó là những cái cardboard này. Mấy con unit nó phải phá từ cái tầng bên dưới. Và khi tầng bên dưới sập, nó mới tấn công được tiếp cái tầng bên trên. Nên mình sẽ chơi theo cơ chế từng tầng như vậy. Tiếp theo là những con unit, những con soldier. Đây con Mortal. Oh my god. Cái con Mortal này giống trong từ game thủ thành Tower Defense á. Cái phạm vi bắn rất là xa luôn. Ở trên đỉnh các bạn, crafting con này cũng căng chứ bộ. Sau khi đặt Mortal thì mình không còn con auto rifle nữa. Tại vì nó tốn 3 con auto rifle mà. Cái việc các bạn mệt ở đây chỉ là dùng để chế tạo ra một con cấp độ cao hơn thôi. Trên thực tế nó vẫn dựa trên cái con cơ bản ha, là con auto rifle này. Mấy con này nhỏ nè, đây mình có Shorty, M16 khá là bự. Thêm một con SMG, Newbie mình có Golden Newbie. Rồi một con nè, hai con Luger này không liên quan nha mọi người.
Có một số con Studio sẽ không liên quan tới con unit cơ bản. Rồi hết rồi đó. Inventory bằng 0 nè. Chúng ta sẽ bắt đầu chinh phục cái quay 20. Oh no! Xe tăng lần này nằm bên góc bên này các bạn. Thì các bạn thấy là con motor này đam khá là cao. 390 đam, 2.65 fire rate, 130 rank. Chừng nào con motor còn sống mình sẽ có cơ hội win. No! 1.700, 1.600. Rồi chết luôn, thiếu 1.000 máu nữa các bạn. Mình thử accept người khác vào xem. Đây là chế độ chơi nhiều người nè. Join vào team người khác. Cũng ghê. Load auto sell. Từ từ. Mấy con Wario mình bị kẹt rồi. Dạo này trong Roblox có nhiều cái item mắc cười các bạn. Nhìn như cái lâu đài vậy. Chắc là chủ phòng đúng không? Mình chủ phòng mình sẽ chọn cái quay. Mình sẽ chọn quay 20. Ôi tăng nha. 90.000 máu. Như vậy số máu con boss này là số máu con enemy sẽ tăng theo cái số lượng người chơi trong team của mình. Một con quái và 31 con soldier. Mấy bạn này mình thấy chơi lâu rồi. Chơi lâu mới có những cái block cao hơn nè. Puzzle kill 300 máu. Ê, wait a minute. Khoan nha, dồi fail luôn. Vậy mà không win được nữa. Còn cái trong game mình chưa nói các bạn ha. Đó là cái free reward nè. Các bạn mỗi lần chơi như vậy, chúng ta sẽ có được cái point. Nó tên là play point. Khi bạn được cái play point nhất định, nó sẽ cho chúng ta thêm cái phần thưởng. Như net reward chúng ta là một con studio golden ha. Ngoài ra mình sẽ có game pass trong game. Bonus bạn nhiều chức năng hơn, kiếm nhiều điểm hơn. Và thể mua tiền trong game luôn. Nhưng cái này mình nghĩ không cần. Cày chay cũng được. Với lần này chúng ta sẽ build cho nó ngon ngon. Kết hợp với các bạn luôn ha. Cái chỗ nào mỏng quá mình sẽ lắp nó lại. Cũng như triệu hồi những con chiến binh. Đây, con Mortal đặt trên đỉnh cao nhất SMG M16. Cái team mình bây giờ nó khá là nhiều người, 4 người rồi. Thì chắc chắn là máu cái xe tăng hồi nãy để trên 100. Đấy, mình nó có sai đâu, 120.000 máu. Và 31 con Soldier. Khả thi không ta. Có bộ ngon nha. Con Mota mình còn sống các bạn. Yay. Woohoo. Ok. Như vậy mình đã win được cái wave 20 các bạn à. Đây chỉ là wave 1 thôi, mình sẽ còn wave 2. Wave 2 là cái wave mới như vậy, từ wave 21 tới wave 40. Và mình sẽ chơi tiếp được cái medium, còn không thì tới wave 2. Chúng ta có 71 tiền đúng không? Mình sẽ mua tiếp cái này đi. Một con Stand Soldier và 7 cái brick. Chiến binh mới nè, Stand Soldier. Ok, thì video này mình đã review bạn về một tựa game thủ thành vừa mới ra. Có khả năng gây nghiện khá là cao, tựa game tên là Toy Soldier Z. Rất thích hợp với những bạn chơi cùng với bạn bè của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.